Chào thầy và các bạn, em là Công Hào. Hôm nay sẽ nói đến chủ đề là Cerebrovascular Accident. Trong phần này chúng ta sẽ nói đến hai phần, đó chính là phần basic và phần planning. Về phần basic, chúng ta sẽ trọng tâm sẽ nói đến diverticulis. Diverticulis được cấu tạo bởi hai phần. Đó là phần thứ nhất là ba cặp động mạch não, là động mạch não trước, động mạch não giữa và động mạch thông sau. Phần thứ hai tạo nên diverticulis, đó chính là động mạch nền. Trong trường hợp bệnh nhân bị chấn thương gây xuất huyết động mạch não trước, não giữa, động mạch thông sau, chúng ta có thể can thiệp cầm máu bằng cách đặt stent qua hai con đường là động mạch đùi và động mạch quay. Riêng trường hợp bệnh nhân bị xuất huyết ở động mạch nền, chúng ta không thể can thiệp được vì động mạch nền nằm sâu trong não. Phần thứ hai, phần planning chúng ta sẽ nói đến vấn đề là nhũng não và bong máu não. Trên lâm sàng, chúng ta không khi bị họ CBA chúng ta không thể phân biệt được là nhũng não hay bong máu não. Bệnh nhân sẽ được chụp CT không cản quan. 80% trường hợp chụp ra không thấy gì thì là nhũng não. 20% trường hợp chụp ra thấy hình ảnh xuất huyết thì đó là bong máu não. Cảm ơn thầy và các bạn theo dõi phần trình bày của em.